đối với cái lưng của mình là nó đau trên đời thì không ai tránh được cái việc đau lưng cả. Và cái việc đau lưng này nó là đương nhiên rồi. Nó là chị cái giá đau bao năm nay ngày nào cũng phải đau, cũng đau em ạ. Đúng rồi, nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi. Bởi vì chỉ có loài người mình mới được đứng thẳng thôi thì nó hỏng lưng đầu tiên. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Cái lưng chị sao mà chị ở chụp phim này? Vì là chị là vốn sẵn chị trước là chị bị thoát vị đĩa đệm ấy. Cột sống lưng của chị thì trên phim thì mọi người đều bảo nhẹ không gì, nhưng mà chị hàng ngày chị rất là đau em ạ. Cái việc nó đau là chị đương nhiên chị ạ. Cách đây 2 năm chị chụp thì bị thoát vị đĩa đệm L415F1. Nhưng cái phim mới là chị chụp thì bác sĩ bảo chỉ phồng lồi L5 thôi. Chị hay đau mỏi lưng và nó lan xuống chân nữa ạ? Nó lan xuống mông thôi em ạ. Xuống mông thì nó có lan xuống chân không ạ? Ngày trước thì chị lưng có... thì nó có mỏi không? Lưng này gần như ngày nào chị bị mỏi. Cái công việc của chị hàng ngày, cái lưng đó chị làm gì? Chị không làm gì đâu, chị ở nhà chỉ mỗi nấu cơm cho con. Ngày chỉ có 2 bữa cơm. Chị thấy đau lưng, mỏi lưng là từ bao giờ? Nói chung chị bị 7-8 năm nay rồi. Vâng. Lưng nhiều hay mông? Chị thấy đau lưng, mông hay nhiều? Lưng hay mông? Vừa lưng vừa mông. Chị thấy là lưng nó vẫn đau nhiều hơn ấy. Vâng. Đây sao? Bên này đau hơn vì chị toàn đau một bên phải thôi. Bên phải. Đau ạ? Có đau nha. Đau không? Mông. Mông với lưng nữa. Mông với lưng bên phải. Đi đau ạ? Không. Không. Không sao vậy ạ? Bây giờ chị được đau bên dưới này hơn. Tức thì khó chịu chỗ này. À. Đấy đấy, bắt đầu từ chỗ đấy. Bắt đầu từ đây ạ. Đây đau ạ? Có đau. Có em ạ. Đây này. Chỗ này cứng ngắc này. Có. Đây trên này thôi. Nó chỉ trên này thôi. Trên này nó đau, cắn thì nó đau buốt này. Đây 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 đau. Chỗ này đau. Ừ. Đây. Đây này có đau em ạ. Cái bên này nó đau xong nó còn lan xuống đằng trước ấy em ạ. Dạ. Còn bên trái thì không bị lan sang trước, đằng bên phải nó lan sang đằng trước. Thì thực ra mà nói thì trên cái lưng này của chị thì với cái lứa tuổi 54 tuổi mà với của là nữ giới ấy, thì với một cái lưng như thế này thì em cho là đẹp. Nói chung là ở mức độ ngon lành, không đến nỗi quá tệ. Bởi vì tại sao? Đối với cái lưng của mình là nó đau trên đời thì không ai tránh được cái việc đau lưng cả. Và cái việc đau lưng này nó là đương nhiên rồi. Nó là cái giá đau bao năm nay ngày nào cũng phải đau, cũng đau em ạ. Đúng rồi, nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi. Bởi vì chỉ có loài người mình mới được đứng thẳng thôi thì nó hỏng lưng đầu tiên. Nhưng của chị thì nó thoái hóa, nó có viêm phòng, nó thoái hóa xong rồi nó viêm phòng một số những đĩa đệm này như của chị. Như cái L4L5 này cũng rõ này, L5S1 này cũng rõ này. Nhưng mà ở cái mức độ là viêm phòng ở mức độ vừa phải thì nó chưa chèn ép vào dây thần kinh của chị nhé. Dẫn đến cái việc là nếu mà có tê mông hay là tê thần kinh các thứ thì nó không phải là do cái lưng này. Cái lưng này có chị làm, chị có mỏi do thoái hóa thì nó có mỏi. Chưa nói đến vấn đề còn thiếu canxi, gần chết các thứ nữa. Thì đau lưng là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên chị bổ sung canxi rồi là các thứ thì mình chăm sóc cho nó thì nó cũng sẽ đỡ đi. Và cái này ngoài vấn đề là viêm thoái hóa như này thì để mà xử lý cho nó thì ngoài vấn đề chị tập phục hồi thì có cái bài cũng video tập phục hồi cái lưng của em ở trong cái kênh đó là một. Hai nữa là mình chăm sóc vật lý trị liệu cho nó. Đấy, vật lý trị liệu cho điện xung hồng ngoại siêu âm vi sóng laser massage sway các thứ cho nó. Và chị bổ sung với thực phẩm chức năng, bổ sung canxi, rồi là omega 3 các thứ, chị cho bổ sung tất cả những thứ. Và nếu mà tốt hơn nữa chị tiêm collagen vào đây nữa, tốt hơn nữa rất nhiều. Đó, cái collagen lưng này nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, khá là ok đấy, không phải đơn giản đâu. Cái vấn đề của chị ngoài vấn đề chị mỏi lưng như này thì nó cũng là bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Thì mình sử dụng như vừa rồi là nó sẽ ok. Nhưng vấn đề là bây giờ chị đau mỏi mông của chị này, mông của chị mà thậm chí là chị đau lan ở đằng trước này. Là nó vấn đề nó không phải là do cái lưng nhá. Mình chăm sóc một mình cái lưng nó không phải vậy, mà của chị nó liên quan đến là cái mông. Đấy gọi là hội chứng thắt lưng hông. Trông nó nhìn nhằng thế này thôi nhưng đây là những cái lát cắt, đây là cả cái mông của mình nhá. Thì đây là có những cái cơ lớn cơ nhỏ các thứ là người ta cắt ra rồi người ta lật lên để ta nhìn vào sâu bên trong. Thì cái của chị ấy là chị chưa đến cái mức bị đau dây thần kinh tọa. Nhưng mà qua kiểm tra thì em thấy toàn bộ cái nhóm cơ mông nhỡ mông nhỏ là chị nó có căng cứng này, và cả cơ hình lên nó căng cứng này. Thì chị thấy rằng đấy tất cả những cái dây thần kinh nó đi trong cơ này rất là nhiều này. Khi cái gân cơ này của chị nó bị co cứng lên dẫn đến cái việc nó phì đại lên và nó cứng lên, nó đè vào cái dây thần kinh này của chị. Chính cái đè dây thần kinh này dẫn đến cái việc là nó viêm dây thần kinh, rồi chị đau cả xuống mông, thậm chí đau ra đằng trước này. Mỗi một cái nhánh dây thần kinh này nó làm cái nhiệm vụ là chi phối vận động và cảm giác cho cái vùng gân cơ đó. Thậm chí đấy, ví dụ nó đau ra đằng trước có khi nó lan tận dưới ở chỗ cái vùng 1% này của mình.
nó đau tất cả mọi thứ thì mình phải thả lỏng tất cả nhóm cơ này ra thì nó sẽ dậy thần kinh nó được giải thoát, thì nó giúp cho cái việc là nó đỡ bị đau cho mình, phải chăm sóc cho nó thôi chứ không có cách nào. Nhưng vấn đề tập là chị phải tập, bởi mình đã xác định rồi, khi nào đến cái lúc đến tuổi nào đó nhất định rồi là kiểu gì nó cũng đau. Bình thường là chị đang đi chỉ có đi bơi thôi. Từ hôm chị bị như này, chị đi khám thì bác sĩ lại bảo chị là không được bơi. Thế đúng là rồi. Chị phải nghỉ 3 tháng rưỡi rồi. Thời điểm đó chị không được bơi, nhưng bây giờ thời điểm chị bơi, chị cứ thử bơi nhá. Bây giờ nhá, chị cứ thử kiểu là chị không điều trị cái gì, chị đi bơi liền 2 tuần, đảm bảo với chị là nó thấy dễ chịu. Nhưng tuy nhiên thì nó chỉ dễ chịu thôi, nhưng để muốn ngon hơn như vừa rồi em có chia sẻ thì mình đùng dùng đủ những cái như thế thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ngay cả bây giờ hôm nay chị đi trị liệu 1 buổi thôi, chị đã thấy nó khác rồi. Xong rồi mình làm đúng như thế là nó ok thôi. Chạy không được, lưng cô thấy nó nhẹ nhàng hơn.